Em có một câu hỏi Ừ, là làm gì em? kiểu sao ta, tức là em muốn phát triển ý tưởng cho một cái câu nói, ví dụ như là có một cái câu thì đơn giản giống như nãy chữ update new á, tức là update nó ghép với cái gì và nó đúng theo thường là tiếng Anh người ta sử dụng, ví dụ như là em chỉ là biết là update new xong, nhưng mà nãy chị chỉ em được một loạt như vậy á thì em mới biết là tiếng Anh nó sẽ phát triển theo như vậy nó mới đúng theo cái kiểu của người ta, thấy em cũng khó khăn cho cái Rồi. vấn đề đó. Mọi người đừng nói là I can use the internet to update information, không phải. Bởi vì update information nghĩa là mọi người có một cái thông tin gì đấy bị cũ rồi, xong rồi mọi người sửa cho cái thông tin đấy nó mới, thì nghĩa là chúng ta update information. Còn nếu như mà chúng ta làm cho cái kiến thức của mình, cái thông tin của mình có nó mới lên, thì mọi người sẽ dùng như thế này. Upgrade. Không phải upgrade thì nó lại là nâng cấp, tức là lên đời. Ví dụ như trước đây mình dùng iPhone đời nhà Tống, xong bây giờ mình đổi lên là iPhone đời 15, thì đấy là mình upgrade, bởi vì grade nó là cái level ấy, thì mình sẽ nâng cái đời lên. Còn update thì nó là cái ngày, date là ngày, thì mình sẽ làm cho thông tin mới lên. Đây, mọi người sẽ dùng là, nếu mà muốn dùng động từ update nhá, thì phải là update bản thân mình về cái nội dung gì. Đó, mà bây giờ mình đọc tin để mình update cho chính mình, tức là cái phần somebody này, nó phải là myself. Được không? Ví dụ như buôn chuyện đi, mình nhảy vào văn phòng mình bảo các anh chị ơi, các anh chị biết chuyện gì chưa, em sẽ cập nhật cho các anh chị tin tức nhá, em vừa đi hóng về nhá, thì là I will update you on the accident đi, em vừa đi hóng được có một vụ tai nạn về đây, em sẽ cập nhật cho các anh chị biết về cái vụ tai nạn đấy, đúng không? Nhưng đây mình không cập nhật cho người khác mà mình cập nhật cho chính mình, vậy thì I can update nào, tân ngữ lắp vào đây là gì, đố biết, khi mà mình lại tác động vào chính mình, I my gì, can update myself. myself. Đó, đúng rồi. I can update myself. The Nha, nếu dùng động từ update. hottest Đó, on gì ạ? drama. The hottest À, ok. À, đúng rồi. Nhưng thôi vào cái đề của mình đi. Vào cái đề của mình sẽ là on the latest news. Đúng không? On the latest news, on the latest trends. Hoặc là on what is happening. Đó, around me chẳng hạn. Tôi đọc tin tức ở trên mạng là để làm gì? Là để tôi cập nhật cho bản thân mình biết về những điều gì đang xảy ra xung quanh tôi. Được chưa? Thế thì đấy là nếu các bạn mà muốn dùng động từ update thì các bạn phải dùng như thế. Ngoài ra các bạn có thể thay động từ update bằng động từ bring up to date, thì tức là cái chỗ này nó sẽ thay bằng là I can bring bring người nào đó đến với trạng thái thông tin cập nhật. Vậy bring ở đây vẫn phải ghép với tân ngữ là myself nha. Xong rồi lắp thêm với tính từ up to date vào. I can bring myself, đưa bản thân tôi đến trạng thái cập nhật tin tức. Bring myself up to date. Đó, nhưng đằng sau cái up to date kia thì dùng như thế nào tiếp? Đây, nhìn vào đây. Nhá, cái này cố gắng học một lần xong về nhà nhớ ôn và đặt câu luôn. Đặt câu vào trong phần nói luôn để cho đấy, để cho quen này. Mọi người thấy cái này nó có gần giống cái kiểu câu của mình không? What has happened này, điều gì đã xảy ra? Của mình không phải điều gì đã xảy ra mà điều gì đang xảy ra. Thấy chưa? Chứng tỏ ôi giời, chúng ta nói giống kiểu người ta. Mà mình nói giống kiểu người ta thì chính là gọi là gì? Là mình tự nhiên đó. Mình nói tự nhiên đấy, đúng không? Đó, bring myself up to date, nhưng mà bây giờ không không on nữa mà phải là with nhá. Bring myself up to date with. Bring myself up to date with. Cái cụm nào mà nó cứ nhiều chữ này này mà mọi người về mọi người không thực hành ý, thì hôm sau mọi người muốn nói nhá, mọi người sẽ chỉ nhớ được nửa vời thôi. Hoặc mọi người sẽ rất nhớ là ôi hôm đấy mình nhớ trên màn hình có chữ đỏ ở góc phía bên phải. Nhưng chữ là gì thì mình không thể nhớ được nhá. Nên là về mình phải đặt câu. Mình phải đặt câu nhiều vào. Rồi, còn nếu mà mình thích tính từ là ở trên mạng có rất nhiều thông tin mới và cập nhật thì đây, tính từ cập nhật ấy nó phải là up to date có dấu gạch ngang này, thấy chưa? On the internet, I can find the most up to date information. Nhá, tính từ là up to date information. Up to date mới là tính từ, còn update thì nó chỉ là động từ thôi. Ok chưa? Tính từ up to date. Đấy là ý của bạn Thủy, chúng ta học được xong nhá. Em có một câu hỏi Ừ, là gì kiểu em? update nó ghép với cái gì và nó đúng theo thường là tiếng Anh người ta sử dụng, ví dụ như là em chỉ là biết là update new xong, nhưng mà nãy chị chỉ em được một loạt như vậy á thì em mới biết là tiếng Anh nó sẽ phát triển theo như vậy nó mới đúng theo cái kiểu của người ta, thấy em cũng khó khăn Rồi. cho cái vấn đề đó. Chị hiểu. Em có, thế bây giờ chị nói, chị tiết lộ cho em biết nhé. Chị chưa từng ai dạy chị cái đấy cả. Thì đố em biết là làm sao chị biết. Em nghĩ là do đọc nhiều xong rồi mình để ý, nhưng mà kiểu như là em biết là để ý viết lại, nhưng mà Đúng. lỡ đột xuất mình cần cái từ đó thì mình không có cách để mà mình móc ở đâu ra á chị, kiểu Đọc kiểu xong rồi vậy. để ý là đúng, nhưng đấy là cái ít hơn, bởi vì nó phải qua, nó phải tích lũy qua thời gian. Xem trên từ điển luôn đó bạn, Đúng, nó có cái chị câu tra thay từ đổi điển, bên dưới nhé, nó cách chị luôn luôn là tra từ điển.
cái chính cái up to date mà chị hướng dẫn em ấy cũng là do chị ngồi chị đọc từ điển rồi, chị biết thôi, hiểu không? Chứ không phải là chị đã từng đi học một khóa xong rồi cô giáo chị cho chị là công thức như này học đi đâu, không phải đâu, mà chị đã tra từ điển rồi. Vậy thì giống như em nói là trong đầu em nghĩ ra chữ update rồi và bây giờ em muốn biết update sử dụng như thế nào trong một câu. Đấy, câu hỏi của em là thế. Thì bước đầu tiên là chị sẽ vào từ điển, chị tra từ update để chị xem update something nghĩa là làm cái đấy nó hiện đại hơn, làm cái đấy nó ở cái mức độ more modern. Thì nghĩa này không phải nghĩa tôi muốn. Tưởng tượng chưa? Phải đọc cái nghĩa này. Ồ, nghĩa này không giống ý tôi muốn thì tôi không quan tâm cái nghĩa này nữa. Tôi đi tìm cái nghĩa mà đúng cái ý tôi muốn cơ. Đấy, đấy là cái đầu tiên nhá. Không có thì nó giống như kiểu là cái ông thầy lang mà bốc thuốc cho người bệnh xong người bệnh về nhà uống rồi bị đột tử và bị chết luôn ấy. Đến lúc ông ấy mở quyển sổ ra thì ông phát hiện ra là uống thuốc này thì xong đọc thêm chữ nữa đột tử đấy. Tức là sao? Tức là đọc không hết ấy. Đúng không? Thì mình phải xem cái nghĩa nào là đúng ý của mình này. Đưa cho ai đó thông tin gần đây nhất về điều gì. À thì có đúng là cập nhật thông tin chưa? Đấy. Thế thì khi em đọc nghĩa em thấy à đây là cái nghĩa mà đúng như tôi muốn rồi, thì em bắt đầu để ý cái phần in đậm ở bên dưới. Update somebody. Update somebody là như nào nhỉ? Em đọc cái câu ví dụ này. Tôi sẽ cập nhật cho bạn biết tin sớm thôi. Thì khi em đọc câu ví dụ em hiểu cái công thức rồi thì em sẽ thấy là à cái công thức này có đúng cái hướng mình muốn dùng không? Nếu đúng em bắt chước theo. Đấy, cách học là như thế. Yeah. Thì update you shortly. Không, cái này chưa đủ với cái ý của em là internet thì em sẽ cập nhật tin tức mới. Đúng chưa? Thì công thức này không đúng nên em bỏ qua, em tìm công thức khác. Update somebody on something. Tôi gọi điện cho office để báo cho họ biết về những cái sự phát triển mới của ngày hôm nay. Tôi đọc tin tức để tôi cập nhật cho bản thân tôi biết về cái gì đấy. Đó, thế thì dần dần là em mới tìm ra được là cấu trúc này có vẻ đúng ý mình đây. Nhá. Thế là em dò trong những cấu trúc ở đó, ở cái phần in đậm. Để ý thêm là nó có phần extra examples. Có lúc chị phải ngồi chị đọc hết những cái extra examples này để phát hiện ra cái example này rất giống với cái ý chị muốn. Từ đó chị bắt chước theo. Đấy, đấy là cách mà em tra từ điển nhá. Cái thứ hai đó là em đi ra Google và em gõ là update in a sentence. Tức là em dùng cái từ khóa em cần nhá, xong em lắp thêm chữ in a sentence vào để nó ra cho em những kết quả là cái từ đấy được dùng ở trong các câu như thế nào. Sau đó tiếp theo chính là việc em phải tự vận động, là em phải tự đọc. Em tự đọc những câu, em đọc hiểu những câu này để xem câu nào nó lại đúng với ý em. Được rồi chưa? Và bây giờ thì xịn rồi, bây giờ thì có ChatGPT rồi. Thì em vào ChatGPT và em hỏi là tôi muốn đọc câu này. Em nêu cái nội dung câu ra là khi đọc internet tôi sẽ cập nhật được tin tức mới. Em cho nó vào kép cái nội dung em muốn nói ấy. Và tôi muốn dùng từ update trong câu đó thì tôi phải nói thế nào? Đây nhá, thử nhá. Em nói cái câu lúc nãy em muốn nói là gì? Tôi muốn nói câu sau trong tiếng Anh. Nào, câu mà mình muốn nói là gì nào? Update new. Không, nội dung em muốn nói trong tiếng Việt ý. À, tôi muốn cập nhật tin tức nhanh nhất. Internet giúp tôi đi cập nhật tin tức mới nhanh nhất. Thôi cái đoạn nhanh nhất là tạm thời thôi đã nhá. Và sử dụng từ update. Thế chị đổi tôi muốn nói thành là hãy viết câu sau trong tiếng Anh. Em đưa ra yêu cầu nhá, diễn đạt câu sau trong tiếng Anh. Câu này này, đấy. Và phải sử dụng từ update. Thì để xem là nó sẽ cho em cái câu gì. Em ơi chết rồi, không được, nó sử dụng ngu rồi. Tức là nó sử dụng ngu rồi. Cho nên là nó mà dạy đúng thì mình học theo được. Nhưng mà mình vẫn phải nó update the latest news thì không được. Bởi vì không có đúng không? Dạ. Sao ngu thế nhỉ, cái thằng này nó dốt thế nhỉ. Sao có lúc nó thông minh mà. Mày sai không, rồi. Câu hỏi đó là can you use other way? Thử đi, mày viết sai ngữ pháp rồi. Mày viết sai cách dùng của update rồi. Hãy viết lại. Tức là khi mà dùng cái này này, em vẫn phải có. Đấy, như này thì đúng. Như này thì đúng. The internet helps me stay updated with the latest news thì đúng. Cho nên là mình dùng cái này thì cũng tốt, nhưng mà mình phải kiểm chứng được là đúng hay sai không. Khi mà kiểm chứng được là đúng hay sai. Tức là mình vẫn phải cần từ điển em ạ. Mình vẫn phải cần từ điển. Đấy. Thế cho nên là cái này nó cũng mang tính tham khảo thôi. Thực ra thì có thể sai một tí cũng được mà, chả sao. Sai một tí nhưng mà người ta vẫn hiểu được mình thì ok. Cho nên em cứ dùng nhá. Em cứ dùng sau rồi dần dần sau này, giả sử em cứ dùng sai đi, xong rồi sau này em ngộ ra thì em sửa, chứ không ai đúng được từ đầu. Nên là em vẫn có thể dùng đây là một kênh tham khảo nhá. Xong dần dần em biết đúng biết sai. Cái quan trọng biết đúng biết sai là em vẫn phải tra từ điển cơ, chứ em đừng có phụ thuộc hoàn toàn vào cái con ChatGPT là được. Đấy là ba cách nhá.